Xin chào mọi người, lâu quá không gặp mọi người trên kênh YouTube của Minh Nguyễn. Hôm nay Minh Nguyễn có cái duyên là đi xuống Vị Xuyên các mọi người, ở Hà Giang luôn, để khám phá một cái nơi gọi là Bạch Ngọc. Ở đây thì Minh Nguyễn cũng vô tình đi thôi, mình đi đến đây mình thấy rất đẹp, đẹp quá. Cho nên chắc có lẽ là Minh Nguyễn sẽ ngồi đây để ăn trưa, để ngắm cảnh, tận hưởng cái không khí thiên nhiên ở đây. Bây giờ mình sẽ làm, bắt đầu mình dọn cái chỗ mình ngồi, rồi bắt đầu dọn cái bếp. Để bắt đầu mình ngồi đây mình chiêu làm. Hôm nay ăn trưa cũng đơn giản thôi, ăn mì gói mọi người. Ở đây thì không ai người ta bán đồ ăn gì đâu, cửa hàng chắc không có đâu, chỉ có những cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ của trong làng mọi người bán những cái như mì gói, trứng đồ. Mọi người thấy không, ở đây nè, làng quê rất là đẹp, có nhiều ruộng lúa, nhìn đâu đâu cũng núi với cây không à. Chạy xe nãy giờ thì nó lạnh, mà khi mà ngừng lại đây thì mình thấy nó nóng, tại vì chắc có lẽ là cái hơi của cái rừng núi cây cối. Mọi người ở đây nhiệt độ cũng chênh lệch giữa ngày và đêm nhiều lắm, ở đây quá trời cây mắc cỡ ha, trinh nữ. Dọn ở đây nè, mình sẽ ngồi ngay đây. Khi mà đi du lịch đến Hà Giang á, thì đa số mọi người chỉ biết đến các huyện như là Mèo Vạc, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, chứ mà ít có những cái người đi khách du lịch mà biết đến những cái địa điểm của bản địa, đặc biệt là Vị Xuyên, một cái tỉnh, một cái huyện anh hùng chống giặc Tàu ngày xưa của Việt Nam mình. Ở Vị Xuyên, ở khu vực này thì Minh Nguyễn biết được là có là những dân tộc là người Cà Tày nè, người Nùng nè, người Dao, Dao áo đỏ, Dao trắng, cũng có một số những người Kinh ngày xưa lên đây khi mà chiến đấu để chống giặc ngoại xâm, rồi bà con cũng chọn cái địa điểm này để ở lại luôn, để sinh sống luôn cho đến bây giờ. Giờ mình sẽ làm cái bếp như này đi, củi ra. Ok, ở đây tí cho nó gọn. Mình sẽ làm cái bếp này. Thêm một cái cây nữa. Cái này, ba cây. Giờ lấy cọng dây. Đây, đã thấy cọng dây rồi. Cọng dây điện. Bỏ này đây đi. Này mà lăn xuống dưới cái là mất luôn. Đấy. Ở đây cũng là cái đường đi lên trên cái dốc. Thì thật ra nãy giờ là mấy anh em đi kiếm núi đá thủng, nhưng mà tụi mình không biết đường, tụi mình cũng đi vô tình làng ở đây, thấy cái view đẹp quá. Thôi cũng trưa rồi, ngồi đây nghỉ trưa luôn, ngắm cảnh, ăn trưa cho xong, chiều mình đi chơi khám phá tiếp. Bây giờ đá sắt ghê không, đứt tay luôn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái bếp giả chiến bộ đội. Cái dây này ngắn, thế mình còn cái dây khác không ta? Thôi xài đỡ đi. Để mình thiết kế coi coi. Nếu bây giờ mà có một sợi dây kẽm thì đẹp luôn, đúng không? Buộc một sợi dây kẽm xuống. Đây mình có cái này. Cái này là để nấu nước, chiên nấu nướng cũng được. Lần trước, clip trước Minh Nguyễn đã có sử dụng cái này. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này. Bỏ nước vô đây, buộc cái sợi dây vô đây. Đấy. Ok không? Đốt lửa từ dưới lên. Bây giờ cái mình đang không có là một sợi dây, chắc là phải đi kiếm cái dây gì đó đi buộc cái cây này thôi. Cỏ cũng được,
dây này thấy buộc cái nồi rồi. Đây đây, đi kiếm dây. Ây da da, khá là giòn. Cái lỗi của nó dai nè. Cái này ở ngoài cái vỏ thì giòn nhưng mà cái lỗi của nó là dai. Thế mình dùng cái dây, mình làm cái dây mình buộc cái cây kia lại được. Đấy. Ok. Sẵn mình lấy cái lá nó mồi lửa luôn. Tận dụng thôi mọi người, chứ giữa gần giữa núi mà đâu có gì đâu mà xài. Không có mình cũng phải chế lại mình xài thôi. Nên mình mới hiểu được là ngày xưa khi mà bà con mình tới đây sống mới khó khăn sao. Đâu có gì đâu, cách biệt giống như thế giới bên ngoài luôn. Mà từ đó người ta mới giỏi, người ta mới tự lập. Đấy. Đứa nhỏ ở đây mình thấy nó ti nít thôi chứ nó đã biết đi nhặt củi, nó đã biết đi kiếm cỏ, nó đã biết đi làm rất là nhiều thứ để giúp cho gia đình. Những cái chuyện đồng áng mà những cái đứa như vậy á, nó lớn lên nó sẽ giỏi, nó rất là giỏi trong cái công việc mọi thứ ở xã hội này luôn, tại vì nó có những cái kiến thức nhất định này. Dạ ok nha. Im nha là người, im nha. Để anh buộc lại. Sau khi mình đã buộc lại rồi, buộc chắc lại luôn, mình sẽ dùng cục đá. Đá đâu? Đây. Đóng nó vào. Đóng nó vô. Đóng nó xuống. Đóng nó xuống. Đóng nó xuống. Ây da, đá mềm hết. Đóng nó xuống. 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 Và nếu mà nó còn lỏng thì mình buộc lại. Nó vẫn lỏng các bạn ơi. Ok chưa? Bộc phát nghĩ ra mình ngồi đây mình chơi thôi. Chứ mình Nguyễn đi thì không bao giờ thích lên kế hoạch. Không tìm. Vì khi những cái mình gặp nó sẽ hay hơn là mình đi tìm hiểu trước. Giờ cũng chưa rồi. Trời hôm nay khá âm u. Không nhiều nắng. Xài. Xài. Những sao vậy? Nhưng bây giờ mình sẽ không bộ lên đâu. Nhóm lửa trước. Phải rửa sơ lại với nước. Giờ tới lúc bạo lửa đó. Phần quan trọng nhất khi mọi người lập nhóm bếp á, nên chuẩn bị trước không củi như vậy. Nó cháy rồi, cháy tàn hết, mình chưa có củi bỏ vô nó tắt. Đi lên đây chơi thì cây
cây củi là không thiếu mà. Nhưng mà đốt cẩn thận thì nó lửa mấy cái chỗ mà có những cái cây lá khô mình đốt nó sẽ bị cháy, cháy rồi. Cái cây nhỏ gì cây ở đây cháy liền. Mình không lụm củi to thì làm sao? Thì mình chỉ lấy lửa ngọn mình đun cái nước thôi, nhặt thêm củi nữa. Phải đun cho nó đốt cho nó cháy, lửa nó già lên thì mình sẽ đi kiếm củi. Đừng cắt nha. Cái lá này vẫn còn ướt đó. Ai à, đặt cái củi này nhỏ nhỏ này. Không phải buộc luôn. Trời, mới bỏ vô nó sôi luôn rồi. Chợt nhớ ra là mình không có đôi đũa nào hết. Đôi đũa. Đôi đũa đây. Thì gọi là người rừng hay là gọi là kẻ du mục ta? Những người thích tự do là những kẻ du mục mà. Thích ăn đó.
đâu ăn, thích làm gì làm. Chắc chắn là phải đi tìm thêm củi rồi. Qua đây trước. Đi đường núi thì tổ ong là the best nha các bạn. Núi thì mình trước mình cũng mang giày, nhưng mà thấy với tổ ong vẫn là chắc nhất đi bám. Ôi cái này cũng nhìn khô đi mà tươi vậy. Nhìn ra nha. Lo cái miếng ăn cái đã tí chứ mình ngồi mình chiêu. Mình ngồi mình quên đời. Củi khắp mọi nơi, thò tay là có rồi. Mình không có đũa rồi các bạn ơi. Giờ phải tự làm đôi đũa. Có mì, có đồ ăn hay đó. Quá đã ha. Còn gì bằng nữa mọi người. Minh Nguyễn, kẻ du mục, sinh ra để hoang dã. Mày thêm chiếc nữa. Đũa sao cũng được, cắp được là được. Đồ ăn ngon hay không á là do cái người chế biến, cách kỹ thuật, chứ nó không phải nằm ở cái vỏ. Còn mình ăn uống kiểu này vui không là do mình thích hay không thôi. Mình thích thì cả nào nó cũng ngon. Vừa ha, vậy đây. Đấy. Vậy là có một đôi đũa. Giỡn đâu. Mì cũng có luôn rồi. Nguyễn trưa hôm nay ăn có mấy cái mận nữa. Đang mua mận. Mà nguyên bữa ăn này mọi người đoán có bao nhiêu tiền? Có khoảng 50 mấy nghìn thôi. Không có là bao nhiêu hết á. Nhưng mình ngồi ở đây mình thấy vui. Ây da. Ây da. Đây cục đá đây. À. Thưởng thức thôi. Tới giờ ăn rồi. Không, để dưới đất đi cho chắc cú. Ngã một cái nhịn luôn. Cái đũa handmade này nó hơi lỗi. Đũa handmade. Thôi kệ, gán xài luôn. Hấp vị được mới hay. Hôm nay đi Minh Nguyễn đâu bây giờ nghỉ sẽ ngồi đây ăn đâu mọi người. Chỉ nghĩ đi ngang đồng vòng đi chơi thôi, khám phá cái nơi này thôi. Nhưng mà nay có gì cái mình ngồi đây. Đây là bữa ăn của Minh Nguyễn nha. Thì gọi á. Tuyệt vời. 10 điểm. Triệu like. Triệu view luôn nhé. Có nhiều chim quá ta.
nghe người dân ở đây nói mọi người, xưa ở đây rừng núi nhiều lắm, có rất nhiều thú rừng và chim chóc. Thì cái nơi này mình Nguyễn thấy nó giống như là một cái tường thành bao quanh tự nhiên vậy đó mọi người. Thì ở dưới là đồng bằng trồng lúa, mọi người trồng những cái cây rau cải rồi ngô, rồi ở thấy nó rất là đặc biệt hơn những nơi khác. Núi non trùng trùng điệp điệp. Và cái con đường này Minh Nguyễn nghe nói là có thể đi qua được bên thủy điện Na Hang ở Tuyên Quang. Thì rất là mong muốn, hy vọng là nếu những người bạn mà đi du lịch đến với Hà Giang á, mình đừng có bên bỏ qua cái huyện Vị Xuyên, một cái huyện rất là anh hùng ngày xưa đã chống giặc những năm 1979 ở đây, rất là khốc liệt mọi người. Hầu như ở đây mỗi gia đình đều có những thương binh hoặc là liệt sĩ. Rồi người dân ở đây thì rất là hiếu khách, mình thấy rất là mến. Tại vì có một lần á, Minh Nguyễn bị mất ví, mất cả luôn điện thoại, để quên trong quán thôi, đi xa chắc cỡ 100 km. Rồi mình điện thoại lại cái số của mình trên điện thoại mình nghĩ là mất rồi, mình cũng không biết để đâu. Thì cái chị đó, chị nghe máy, chị mới nói là điện thoại của em và giấy tờ mọi thứ nó nằm ở quán chị nè. Thì nếu mình cũng hơi bất ngờ, người ta cũng đâu biết mình ai đâu, họ giữ cho mình vậy nó không đụng chạm gì tới của mình, không mất bất cứ gì hết. Quay lại chạy cũng khoảng gần tiếng, hơn tiếng á, 100 cây mà. Mình quay lại đó mình để mình lấy lại cái giấy tờ điện thoại của mình ở cái đường Vị Xuyên ngoài kia mọi người. Nên Minh Nguyễn rất là có cảm tình với là ấn tượng với người dân ở đây, đặc biệt là ở Hà Giang và đặc biệt là Vị Xuyên. Minh Nguyễn cũng xin cảm ơn mọi người đã xem video đến thời điểm hiện tại. Và nếu mọi người thấy thích video của Minh Nguyễn á, hãy ủng hộ Minh Nguyễn bằng cách là cho Minh Nguyễn một like, một share nha mọi người. Minh Nguyễn hẹn mọi người ở những video tiếp theo trên cái cuộc hành trình khám phá rừng rậm thiên nhiên, cuộc sống du mục của Minh Nguyễn. Hẹn và cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.